Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Dung Chan Chan TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Như các bác có thể nhìn thấy, tôi vẫn còn đang đẫm mồ hôi như thế này. Và tôi vừa mới về nhà và tôi đã lập tức là tôi phải lên trên máy tính thông báo với các bác một cái tin tức là thật vui. Thực tế là hai cái tin vui cơ, nhưng mà cái vui của chúng ta thì nhấn mạnh lại với các bác một chút thì nó vẫn chỉ là một nửa mà thôi. Và hai cái tin này thì nó đều là những cái tin tức chấn động liên quan tới ông Thích Trân Quang, trụ trì gọi rằng là Thiền Tôn Phật Quang, người có thể nói rằng là chiếm sóng ở trên mạng xã hội rất nhiều năm nay. Nhưng đặc biệt là trong thời gian gần đây, khi mà sư Thích Minh Tuệ lên tiếng, sư Thích Minh Tuệ xuất hiện thì ông lại càng xuất hiện với một cái tần suất nó dày đặc hơn. Nhưng mà thật đáng tiếc, trong khi người ta ca ngợi cái đức hạnh, phẩm hạnh và cái tinh tấn của sư Thích Minh Tuệ thì người ta lại nhìn thấy một cái sự khác biệt mang tính chất là đối lập, là ông Thích Trân Quang. Chúng ta thử xem hôm nay là tin gì nhé. Và thông tin thứ nhất trên báo chính thống đây thì xin thưa với các bác, đó chính là cấm Thượng tọa Thích Trân Quang thuyết giảng dưới mọi hình thức trong vòng 2 năm. Có thể nói rằng là đây là một hình thức khá là nặng tay, bởi vì trước đây thì người ta cũng chỉ có cái mức độ là cùng lắm là 6 tháng hoặc 1 năm, và nó đang nặng lắm rồi. Nhưng mà ông Thích Trân Quang thì bị tới tận 2 năm. Tận 2 năm, xin thưa với các bác. Nhưng mà có vẻ nhiều bác, và đặc biệt là tôi cũng như nhiều bác, là chắc chắn là vẫn chưa hài lòng đến mức độ này. Nhưng chúng ta hãy cứ đọc toàn văn trong cái thông báo thứ nhất nha. Thượng tọa Thích Trân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Theo báo Phật sự online thì ngày 19 tháng 6, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội thì đã thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ấn ký thông báo số 244 đó. Và thông báo kết luận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc xử lý kỷ luật đối với Thượng tọa Thích Trân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và theo thông báo vừa qua thì Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhận được các văn bản và đơn thưa của cộng đồng Phật tử, nhân dân, cũng như là trên các thương tiện trên các cũng như là thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí và mạng xã hội phản ánh về những nội dung và những bài giảng pháp của Thượng tọa Thích Trân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, gây hoang mang trong xã hội, phản ứng của cộng đồng làm suy giảm niềm tin Phật pháp và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội. Như vậy là phải ghi công cả tôi nữa ấy, đúng không? Đơn thư của Phật tử này, của nhân dân này, và trên các mạng xã hội thì phải có công của tôi nữa, của các bác comment ở đây nữa. Tất cả chúng ta đã tạo ra một cái áp lực, chứ không thì xin thưa với các bác rằng là khéo là bây giờ vẫn còn ngon nghẻ lắm, vẫn còn cười tươi lắm đó. Và vẫn xua quân, xua chúng thanh niên là đi gọi người khác là giặc, rồi chụp cho họ cái mũ phản động, chụp cho họ cái mũ gọi là thế lực thù địch, vân vân, để từ đó tiếp tục đi giao giảng những cái điều rất là vớ vẩn, đúng không ạ? Và vào ngày 18 tháng 6, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh thì lãnh đạo thường trực Hội đồng Trị sự, lãnh đạo các ban là Hoằng Pháp, Pháp chế, Kiểm soát, Thông tin, Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì đã họp xem xét vì sự việc với sự tham dự của ông Thượng tọa Thích Trân Quang. Thích Trân Quang nha. Và sau khi thẩm tra báo cáo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về các nội dung thuyết giảng của Thượng tọa Thích Trân Quang, đánh giá nội dung của các video thuyết giảng của Thượng tọa Thích Trân Quang và ý kiến các đại biểu dự họp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thì khẳng định một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả của Thượng tọa Thích Trân Quang không đúng chánh pháp, gây hoang mang trong xã hội. Đó. Như vậy thì các bác có thể thấy rằng là ông đấy với cả chúng thanh niên thì suốt ngày là đi ra giả cái việc rằng là gọi rằng là giặc,
rồi là khi hỏi thì bảo rằng là bị cắt ghép, rồi là bị xuyên tạc, làm cho cậu em tôi cũng dân an ninh đấy, về vật lý các bác thế, bảo rằng là xin thưa rằng em báo cáo anh Hoàng là em đã phải mất hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ em ngồi em nghe đầy đủ clip để mà em xem rằng là à cái này là có đúng như kiểu là bị cắt ghép hay không, và báo cáo anh Hoàng rằng là em không thấy cái gì cả. Mà đấy là cậu đã cũng chỉ là cái người mà đi nghiên cứu thôi, cũng không phải là do cơ quan công an gì cả, nhưng mà cái nghề nghiệp của cậu ấy rằng là lúc nào, bởi vì thấy nói nhiều quá cho đi thẩm tra lại, là lúc nào cũng phải là xem xét kỹ. Thế nhưng mà báo cáo thôi gọi trêu trêu tôi ấy, bảo là trêu tôi là giả vờ là báo cáo một cái là không hề là bị cắt ghép gì cả, những đoạn đó là đúng luôn đó. Cho nên là người ta cứ dùng những cái lý do đó để đi chụp mũ, đi chụp mũ, mà thậm chí rằng là cái chúng thanh niên nó rất là nguy hiểm, nó lên nó còn gọi người khác là giặc đấy, như cô Angela Phương Trinh đấy, rồi đổ lỗi cho thế lực thù địch nọ kia, như cái tôi đã phanh phui ở trên kênh của mình, thậm chí là đổ cho CIA là bởi vì là CIA nó không biết lên tiếng để phản hồi đấy, đổ hết như thế. Thế bây giờ thấy rằng người ta kết luận là chính xác chưa, quá chính xác chứ đúng không, bây giờ hóa ra là chả phải là xuyên tạc cắt ghép gì đâu nhá. Các anh chị nào mà là Phật tử của chiến đấu Phật Quang thì nên nhớ cái điều đó nhé, chả có cắt ghép gì hết, chỉ có anh chị đã bị tẩy não thôi. Chúng ta tiếp tục này. Ban thường trực hội đồng trị sự thì quyết định kỷ luật thượng tọa Thích Chân Quang. Một này, không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong vòng thời gian là 2 năm. 2 năm nha các bác. Thiền Tôn Phật Quang và Thượng tọa Thích Chân Quang thì phải thu hồi tất cả các phái quy Tam Bảo có nội dung tự sửa một trong 5 giới không đúng với ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật của Phật giáo, gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội. Xin thưa với các bác rằng là với cái tội này ấy, là cái tội phá hoại Phật giáo Việt Nam, cái tội này là tội là phải tẩn xuất cho ra ngoài khỏi giáo hội, chứ không phải là cái tội này là cái tội mà bây giờ là bắt sám hối đâu, rồi bắt nhập thất trong vòng 2 năm đâu, rồi không được thuyết giảng đâu. Như thế này hồi xưa Đức Phật mà biết rằng là sửa giới thế này, Đức Phật đã cho bay ra ngoài rồi, chứ không phải rằng là nhẹ nhàng như vậy. Thế cho nên tôi mới nói cái câu chuyện rằng là tôi mới nói cái câu chuyện rằng là chúng ta vui là bị xử lý, nhưng mà vui một nửa là bởi vì nó chưa trọn vẹn, bởi vì nó cần phải xử lý nó mạnh hơn nữa, đúng không? Bởi vì là xin thưa rằng là ví dụ như trên này và 2 năm sau là ông ta lại có thể thuyết giảng rồi, khi truyền thông lắng dịu xuống lại thuyết giảng rồi, mà thuyết giảng thì khéo lại bắt đầu là tiếp tục gây hoang mang dư luận bằng những kiểu như thế. Với những con người như thế này thì chúng ta không nên giữ làm cái gì cả, càng giữ càng cố thì xin thưa rằng là nó càng làm ảnh hưởng đến giáo hội Phật giáo. Tiếp này, ba này, Thượng tọa Thích Chân Quang và ban gọi là ban quản lý Thiền Tôn Phật Quang thì phải chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh thành phố, không đưa bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian Thượng tọa Thích Chân Quang nhập xuất tam hối tại Thiền Tôn Phật Quang, tức là tất cả đều phải bị hết, là đều phải bỏ hết và giao cho các ban để mà thi hành cái việc này. Thế thì thực tế Bà Rịa Vũng Tàu thì rất là nổi tiếng đối với cả hai cái thượng tọa, hai cái ông chủ trì, một là ông Thích Thọ Thích Chân Quang, thứ hai là ông Thích Nhuận Đức, thì cả hai ông là đều bị xử lý. Và đặc biệt rằng là trong một số văn bản rò rỉ ra trước đây ấy, thì người ta chỉ ông yêu cầu ông này là đi sửa thôi, thế cho nên là không có cái tiếng nói của cộng đồng, không có cái tiếng nói từ trên xuống, tôi nói thật là có cả trên xuống chỉ đạo đấy. Đó. Thì chắc chắn là sẽ không xử lý ông này đâu, hoặc là xử lý nhẹ nhàng thôi, bởi vì chúng ta đã thấy là gần như những cái bản trước là nó bao che cho nhau. Thế cho nên ấy, là những người ở ban trị sự Bà Rịa Vũng Tàu á, và những người ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam á, phải hiểu rằng là càng dung dưỡng cho những con người như thế này thì càng làm hại Phật giáo Phật Pháp và càng làm giảm uy tín của giáo hội. Muốn tăng uy tín của giáo hội lên thì chúng ta phải đưa những con người này ra khỏi khỏi cái hệ thống, bởi vì họ đâu có phải là Phật tử đâu, đâu có phải rằng là tỳ kheo đâu, bởi vì là họ làm sai hết những lời Đức Phật đã dạy, và thậm chí Đức Phật đã chỉ rõ những cái dấu hiệu, những cái biểu hiện của một ma tăng phá hoại đạo Phật, thì chúng ta đều thấy ở ông Thích Nhật Từ, à Thích Thích Trúc Thái Minh và ông Thích Chân Quang, và đặc biệt rằng là ma tăng đã hiển lộ ngay
khi một vị chân tu xuất hiện thì ma tăng là coi như là sợ hãi, nó như kiểu là bóng tối, là sợ hãi ánh sáng ấy. Và lập tức là lên tiếng phản bác nọ kia vân vân, rồi dồn cả chúng thanh niên vào để hủy bôi bài bác. Thế thì rõ ràng đấy là cái câu chuyện chúng ta thấy rằng là không thể cản đường được, các anh chị không thể tự tung tự tác mãi được. Nhưng mà không biết rằng Thiền Tôn Phật Quang là lấy cái thu doanh thu từ đâu khi đợt tới. Nhưng mà tôi cũng yêu cầu một cái điều này nữa là gỡ bỏ tất cả những cái tài khoản của ông Thích Trân Quang, cùng với cả là phải pháp chế hóa cái giới luật của Đức Phật vào cho những cái bậc tỳ kheo và đặc biệt là trụ trì. Các giới luật nếu mà bị phát hiện là các tỳ kheo, trụ trì, đại đức, thượng tọa vân vân các thứ nữa mà vi phạm thì sẽ bị tẩn xuất khỏi giáo hội, tẩn xuất khỏi chùa, và phải pháp chế hóa cái điều này, tức thể chế hóa cái điều này. Ví dụ trong các giới luật của tỳ kheo là không được sở hữu tài sản, thì các ông chỉ có ba y một bát thôi, một số hoặc là thêm một số cái vật dụng cơ bản nữa. Các ông chị mà anh chị mà giữ tài sản, các anh chị như là Trân Quang này có tin thứ hai ấy, là muốn chia sẻ với các bác ấy, tí nữa là quên, đó chính là cái việc mà ông ấy có 80% cổ phần của một công ty. Công ty này là chuyên sản xuất các băng đĩa mà chứa những cái bài giảng của ông Thích Trân Quang này đem bán ra ngoài đó. Vậy thì ông sở hữu 80% cổ phần đó là ông có tài sản rồi còn gì nữa. Và như vậy thì pháp chế hóa cái điều đó, những cái giới luật của Đức Phật vào, bởi vì lưới giới làm thầy mà, coi như là với người dân thì là pháp luật, với đảng viên thì chúng ta có quy định của đảng, và với những người này thì xin thưa là phải có giới luật, và giới luật thì phải được thể chế hóa các thành các quy định, và các anh chị không được vi phạm những cái điều đó, và ai vi phạm thì đều bị ấy được, đặc biệt là trong vấn đề tài sản. Chúng ta vẫn nhận cúng dường, chúng ta vẫn cố gắng để mà huy động là các Phật tử cúng dường, và tôi cũng luôn luôn khẳng định rằng là việc cúng dường là một cái việc đúng đắn, nhưng đây là cúng cho tăng đoàn chứ không phải riêng cá nhân nào cả. Ông Thích Trân Quang, ông ấy đã dùng đến 9 số tài khoản cá nhân của mình để nhận cúng dường. Vậy thì tiền đấy là của ông hay của tăng đoàn? Đúng không ạ? Ai quản lý việc đó? Có văn bản nào, pháp luật nào để mà quản lý chỗ này? Thì rõ ràng là chúng ta thấy là ở đây là phải kể cả pháp chế hóa cái vấn đề liên quan đến giới luật. Và những người nào vi phạm giới luật thì cũng giống như quy định của đảng, cũng giống như là pháp luật của nhà nước, là phải bị cách ly ra khỏi cái tổ chức mà họ đang theo, cái môi trường mà họ đang theo, và cách ly ra khỏi cái môi trường. Đối với đảng viên thì phải cho ra khỏi đảng, còn đối với ông trong giáo hội Phật giáo thì phải cho ra khỏi giáo hội Phật giáo Việt Nam, đúng không ạ? Không cho làm thượng tọa Phật tử nữa, đặc biệt là vấn đề tài sản đó, để mà đảm bảo rằng là ở đó là những cái vị tu chân chính, chứ không phải là những cái vị mà xin thưa là chỉ có hơi tí là hô hào cúng dường, rồi dùng cái tiền đó đi mua ô tô, mua nọ mua kia, mua đất mua đai, không được. Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.